Hello, chào anh em đến kênh Shop Đồ Câu Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một siêu phẩm mới, đó là Olympic Silverado. Cái cần này á là nó câu cá chấp lớn, nhưng mà tại vì mình lựa cái thông số cứng nhất của nó thì mình có thể câu được cá chẽm ha. Cái tên của nó đầy đủ là Silverado 792M, dài 2m36, đọt của nó là 1.5 ly, tải mồi từ 5 đến 20 gram, tải max dây bi là 1.0, 2 khúc. Thu gọn là 1m21, trọng lượng siêu nhẹ là 95 gram. Cái cần này là có khoen tô dai nha, là full nguyên cây cần luôn nha. Thì cái cần này gần như là có full công nghệ của Olympic luôn. Thì nó cách vấn của nó là Wancho G-Map nè. Cái cần này carbon T1001G nè, có keo nano và có thêm carbon M40X. Carbon M40X là như thế nào? M40X nó sẽ cao hơn carbon T1001G. Sức mạnh của nó thì gần như tương đương, mà tại vì carbon T1001G nó rất là căng, thì nó khi mà cái độ uốn cong của nó quá, nó sẽ rất là dễ gãy. Thì khi đó Olympic sẽ đưa vô carbon mới, đó là carbon M40X Vinh á, là nó sẽ cao hơn carbon T1001G luôn nha, tại vì nó vừa có độ căng và nó có độ đàn hồi, nó sẽ làm hạn chế cái cần mình khó gãy hơn. Ok, cũng như thường lệ thôi. Cần Olympic thì cái bao không có được đẹp nha. Cái này cái phiếu bảo hành Việt Nam không có tác dụng, mình mở bên nha. Cái cần này á thì Vinh lấy về là Vinh chơi. Nếu mà anh em có nhu cầu á thì anh em có thể liên hệ Vinh ha. Mình có thể đặt được cái này về nha. Wow, cái cần rất là đẹp. Cái cần này được làm bằng tay nha, 2m men da băng. Cái cần này á Vinh thích một phần á là do nó làm bằng tay nha. Nếu mà cây cần mà men da băng không á thì Vinh không có thích lắm, tại vì cây này nó được làm bằng tay. Bởi vậy là Vinh rất là thích để Vinh đặt về Vinh chơi cái này. Rất là đẹp luôn. Gia công rất là đẹp. 2m men da băng Olympic ha, khá là nhỏ ha. Rất là đẹp. Mình thích những cái cần mà cán mút như thế này á, nó sẽ làm cho cái cần mình nó bền hơn. Silverado lăng cần rất là đẹp luôn, rất là đẹp, rất là phê. Rất đẹp. Tại sao mà Vinh nói là Vinh thích cái cần 2m? Tại vì cái cần 2m á là người ta sẽ quấn khoen rất là kỹ, rất là đẹp, rất khó thấy lỗi ha. Anh em để ý những cái cần mà trung bình hoặc là mấy đen da băng thường á thì quấn keo là lỗi nhiều ha. Nó sẽ lem qua đây hoặc là nó sẽ không có đều. Còn cái cây này là 2m là người ta rất là chú trọng về những cái thẩm mỹ ha. Và cái dàn khoen người ta sắp rất là đều luôn. Cây cần này lăn cực kỳ thẳng và sắp rất là đều. Khoen này là khoen Fuji Tosai nha. Rất là đẹp. Cái khớp nó này cũng rất là đẹp nè. Chút xíu mình sẽ cắm vô cho anh em xem thử nha. Rất là đều luôn. Cái cần này nó hơi ngộ chút xíu là cây cần này nó có action ở sừng phát ha. Thường á những cái cần dài là khó có cái cần nào mà có sừng phát lắm, nhưng mà sao cây này nó hơi ngộ cái là nó sừng phát thôi. Rất là đẹp luôn, chỗ này quấn rất là phê. Anh em nhìn nè, keo quấn rất là đẹp, rất là kỹ, lăng rất là đẹp, không có thể nào mà chơi được luôn. Thì Hermes người ta sẽ quấn là cái khoen này và tất cả những khoen trên cần là nó sẽ đều trên một đường thẳng. Còn những cây cần bánh da băng thôi á thì có những cây anh em sẽ thấy là nó hơi lệch một chút xíu, giống như là 9-10 thôi. Còn cái cây này gần như là hoàn hảo luôn ha. Là hiện tại bây giờ là Vinh tổng cộng là Vinh có đến 3 cây Hermes men da băng nha. Hai cây Olympic, một cây Olympic Vigor, một cây Olympic Silverado này, với lại một cây cần dít là Takami ha. Nếu anh em nào có coi video của Vinh á thì thấy Vinh
có cái cần Takami ha. Cái cần Takami là rất là khó mua luôn, cực kỳ khó mua và siêu hiếm ở Nhật luôn. Rất là đẹp ha. Rất là phê. Vinh thì thường là Vinh thích đánh cây cần một khúc hơn à, tại vì á, là cây cần một khúc á, đặc trưng của nó là khi mà anh em đi di chuyển á, là rất khó khăn à, Vinh thích cây cần một khúc hơn. Bởi vậy là Vinh mua thêm cây này để nhiều khi có đi xa á, hoặc là mình đi xe máy á, nó bất tiện quá đi, thì Vinh sẽ lấy cây này Vinh chơi. Nhưng mà thường là Vinh sẽ đánh cây cần Olympic Beagle nhiều hơn là cây này. Mình sẽ gắn cái khớp nói cho anh em xem thử nha. Cái cần này nhìn cái lăng rất là mỏng nha, nhưng mà nó khá là mạnh đó. Nó không có yếu giống như mình nghĩ đâu nha. Anh em thấy không? Rất là đều, rất là đẹp luôn. Từ trên đây qua đây là rất là đều, không có bị lớn bị nhỏ. Rất là phê. Cũng giống như đây qua làm ở đây rất là đẹp. Cái này cũng rất là đẹp. Thì cái cần này á, anh em câu cái gì và đánh cái máy bao nhiêu là vừa à, dây bao nhiêu thì theo bên á, là anh em sử dụng cây này á, là nên đánh cá chẽm thôi ha. À, đánh cá lóc cũng được, nhưng mà chỉ đánh cá lóc dịch vụ thôi, địa hình trống thôi, còn địa hình phức tạp là không đánh được nha. Tại vì cây cần này là chủ yếu là đánh cá nước mặn chứ không phải là đánh cá lóc địa hình. À, nếu mà Vinh đánh cái cần này á, thì Vinh sẽ đánh cái máy Isis SLB 3000H của Vinh. Và Vinh sẽ đánh là dây 1.0 là nó đẹp hơn. Và nhiều khi làm biến á, là để dây 1.2 vô đánh luôn. Nhưng mà đánh theo Vinh là đánh dây số 1.0 là đẹp hơn ha. Rất là nhỏ, rất là đẹp. Cái cần này quăng rất là xa nha. Tại cái thông số của nó là 2m36 à. Quăng rất là xa. Cây cần Olympic Vigo 2m08 quăng cũng đã khá xa rồi. Cây này sẽ xa hơn nha. Ok, clip review cây cần Silverado của Vinh đã hết rồi. Vinh chào tạm biệt anh em và hẹn anh em những video sau. Bye.